MC gốc Việt Jenny Mai được rapper Mỹ từng được đề cử Grammy cầu hôn bằng phong tục Việt Nam. Trên tạp chí Vogue, MC Jenny Mai tâm sự về đám cưới của mình và buổi tiệc cầu hôn ấm cúng như vẫn thừa lãng mạn với bạn trai rapper. Trong bức ảnh cưới vừa chia sẻ trên Instagram, Jenny Mai lộng lẫy trong chiếc váy Galia La Havre Bourbon màu nude và khăn van đội đầu dài 4,5m. Chú rể Gigi diện suit Stefilo Flor màu hồng champagne, trong khi các khách mời mặc trang phục trắng, màu biểu tượng của hòa bình, cặp đôi nói. Tiết lộ trên tạp chí Vogue, Jenny Mai cho biết lễ cưới diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng tại biệt thự riêng của họ ở Atlanta. Ban đầu, cả hai đã lên kế hoạch kết hôn ở nước ngoài, nhưng vì Covid-19 kéo dài nên họ quyết định không chờ đợi thêm nữa. Chúng tôi thật sự đã mong chờ mời tất cả bạn bè và người thân tới dự đám cưới, nhưng cuối cùng chúng tôi phải thay đổi kế hoạch vì Covid. Sau khi mẹ của anh Gigi đột ngột qua đời, chúng tôi nhận ra rằng cuộc sống quá ngắn ngủi. Anh Gigi và tôi chỉ muốn trở thành vợ chồng, bởi vậy tôi quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ gọn với những người thân thiết nhất. MC 42 tuổi chia sẻ, cả hai gặp nhau khi rapper làm khách mời trong chương trình The Real của cô. Nhiều năm sau, anh ấy đã mời tôi đi chơi, Jenny nhớ lại. Chúng tôi đã có một bữa ăn tối lãng mạn ở Los Angeles và khiêu vũ Sala trong đêm. Cuối buổi tối hôm đó, anh ấy hỏi liệu tôi có thể mường tượng được cảnh sẽ cùng anh ấy chia sẻ quãng đời còn lại của mình không? Và đi rồi làm sao? Tôi thấy mình có thể. Vào tháng 3 năm 2020, cặp đôi buộc phải hủy bỏ một chuyến đi dự kiến đến Việt Nam, nơi mà Jenny không hề hay biết rằng vốn là địa điểm Gigi lên kế hoạch cầu hôn cô. Thay vào đó, để gợi nhớ về quê nhà của cô, anh đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn theo phong cách Việt Nam. Kết thúc ngày hôm đó, Gigi đã ngỏ lời cầu hôn, chính thức đưa quan hệ của họ sang một giai đoạn mới. Để sự kiện của mình an toàn nhất có thể cho tất cả mọi người tham dự, họ yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính từ những người đi du lịch trong 2 ngày trước đám cưới. Jenny nói, sau khi tất cả mọi người được kiểm tra và xác nhận âm tính, khách của chúng tôi đã được đưa đến địa điểm bất ngờ, nhà của chúng tôi. Buổi tiệc diễn ra trong khu vườn thoáng đãng tại nhà của cặp đôi, với bối cảnh là những cây hoa mộc lan, bạch dương và phong, một khung cảnh vừa thân mật, vừa lãng mạn. Những ngọn nến thắp sáng lối đi cùng với ban nhạc jazz biểu diễn các bài hát mà cặp đôi yêu thích tạo nên một không khí ấm áp cho ngày cưới. Đặc biệt, anh trai của Jenny đã bắt đầu mọi thứ bằng một nét chấm phá đầy truyền thống, trà đào Việt Nam. Jenny nhớ lại, anh ấy đã dẫn dắt Gigi và tôi trong một nghi lễ được thực hiện tại đám cưới Việt Nam. Trong buổi lễ này, chúng tôi đã thể hiện sự tôn kính với cha mẹ mình bằng cách rất trà, cũng như là một cử chỉ để chào đón Gigi đến với gia đình tôi. Và ngược lại, tôi cũng thuộc về anh ấy. Sau đó, chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng với cha mẹ và tổ tiên của mình bằng cách cúi đầu 4 lần. Mỗi lần tượng trưng cho một điều mà những bậc sinh thành đã trao cho chúng tôi. Gigi sinh năm 1977 là rapper nổi tiếng người Mỹ với doanh số bán đĩa hơn 5 triệu bảng và từng có 3 album đứng đầu trong bảng xếp hạng Billboard 200. Anh nổi tiếng với các ca khúc Love In This, hát cùng Usher, Push On cùng Kanye West và Hash hợp tác với Rihanna. Bên cạnh âm nhạc, Gigi thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Năm 2004, anh thành lập quỹ Street Dreams, hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên tại thành phố Atlanta, Mỹ. Jenny Mai, người đẹp mang hai dòng máu Việt và Hoa, là MC kiêm chuyên gia thời trang tại Mỹ. Cô dẫn dắt hậu trường Hoa hậu Hoàng Vũ, Asia's Next Top Model, Quả Cầu Vàng 2017, là người dẫn chương trình truyền hình ăn khách The Real và How Do I Look. Từ năm 9 tuổi, cô bị anh họ lạm dụng tình dục trong suốt 4 năm và mắc hội chứng Stockholm. Trạng thái tâm lý chuyển từ sợ hãi, căm ghét sang thông cảm người hại mình, cô kết hôn với diễn viên Freddie Hattest năm 2007 và ly dị một năm sau đó. Sở hữu gần 700.000 lượt theo dõi trên Instagram, gần 430.000 người theo dõi trên Facebook, Jenny Mai cũng thường xuyên quay video hướng dẫn các bạn trẻ làm đẹp và chọn trang phục phù hợp với mình. Cô cho biết là chính mình và tự tin trong bất cứ nghề gì mình làm chính là bí quyết của cô. Trong một phút phát sóng chương trình The Real, Jenny Mai mặc áo dài, đội khăn đóng cùng mẹ xuất hiện, giới thiệu món cá kho cho ngày cuối năm. Chương trình này khi đưa lên YouTube được đông đảo người xem và bình luận. Tôi cảm thấy rất vui vì giới thiệu được văn hóa Việt đến mọi người, Jenny Mai cho hay. Jenny Mai nói, How Do I Look Asia được nhiều khán giả quan tâm, bởi đây không chỉ đơn thuần là làm đẹp, mà giúp người phụ nữ tự tin với bản thân mình.